Hello, dạ xin chào khán giả của kênh Hoa Hồng Đen. Hiện tại thì Hoa Hồng Đen đang chuẩn bị đi từ Hóc Môn xuống dưới quận 10 để cứu trợ cho một cái tình trạng của một bé đã sống với gia đình hơn 12 năm rồi, nhưng mà ngày hôm nay là do là bé bị viêm tử cung đó mọi người, cho nên là cần một số tiền để phẫu thuật, nhưng mà gia đình khó khăn quá. Mặc dù rất là thương bé nhưng mà cái điều kiện không có đó, cho nên là đã cầu cứu Hoa Hồng Đen. Thì bây giờ Hoa Hồng Đen cũng đang từ ở mái ấm của mình đi xuống dưới thú y quận 10 để xem xét hoàn cảnh như thế nào để giúp đỡ cho bé có cơ hội sống lần thứ hai để sống bên gia đình. Thì bây giờ Hoa Hồng Đen bắt đầu đi, mong rằng mọi người sẽ đồng hành cùng Hoa Hồng Đen ha. Ok mọi người, thì bây giờ theo chân Hoa Hồng Đen nha. Rồi, hello mấy anh chị. Dạ đây nè, phòng khám thú y nè. Hoa Hồng Đen với cứu hộ đã tới rồi. Vô, bước vô, đi vô con, đi vô, đi vô, đi vô. Dạ, dạ hello đó, cả nhà. Thì Hoa Hồng Đen đã có mặt tại phòng khám thú y rồi. Đây là bé nè, bé đã vừa được phẫu thuật xong. Dạ. Bé bị viêm tử cung ha. Dạ, bé 12 tuổi, 12 năm em nuôi. Đây là rồi. người nhà đấy, chị này chỉ nuôi 12 năm rồi. Do là không có khả năng để làm phẫu thuật cho bé, cho nên đã cầu cứu Hoa Hồng Đen. Thì Hoa Hồng Đen đã hỗ trợ cho chị chi phí để sao con mắt ơi. Mắt mờ rồi nè. Dạ mắt mờ rồi nè. Dạ. Ê na ơi, ê, ê, na ơi cô mẹ nói nè, cô thương con đó, cô thương na đó nha, nha cô thương na. Lần đầu tiên đi ra đường, bao giờ ra được 12 năm rồi hả, mắt mờ rồi nè. Dạ. Thương mà thương na ha, thương cứu là lúc người ta bỏ nó bị chuột cắn bít có chừng 2 tháng tuổi rồi. Nuôi tới bây giờ luôn. Mắt bị mờ rồi nè. Dạ. Mà tai còn thính lắm, tai còn nghe được. Mắt mờ rồi, mắt mờ rồi. Con em hôm qua ở đây thì em đi cấp cứu, con này nó ở nhà nó cứu hai con mèo sữa, em chưa cho bú em chạy lên kịp. Chị coi cái cột thùng rác bỏ em, trời mưa. Tội nghiệp ha. Dạ, nó cứu con bé em ấy làm gì ở Sài Gòn á. Dạ. Đó. Đó, đi nghe kêu vậy cái nó tưởng con mèo trọng trọng nó đem đồ ăn xuống, nó nghe vậy nó ẩm em lên luôn. Đây. Cứu. Đây là phẫu thuật rồi đúng không? Đây. Giờ phẫu thuật xong nè. Dạ. Thì mình tiếp tục đấy là lưu chuồng hay sao? Dạ, tại vì em nó nói là bé này nó khó tiếp cận. Thử ra bác 8 giờ em đón về. Rồi một ngày em bồng lại chích hộ khẩu 2 lần, sáng chiều. Bé ơi, cho chị hỏi là bé này... Chị ơi, khoan lại, khoan cam. Tại vì em phải bác sĩ điều trị của bác sĩ điều trị lai cho chị gặp. Tại chị bên cứu hộ không sao đâu. Ra ca chị, ra ca. Tại em trai đã cái ở từ sáng tới mà... giờ. Em đang gọi điện cho... Ok, ok, ra rồi. Ok. Bé tên gì chị? Dạ Na. Bé tên Na đúng không? Dạ. Na ơi, thương con nha, cô thương bé Na nha. Na ơi, Na ngoan. Cái nha. Cái viêm tử cung này nè, không mổ gấp là nguy hiểm tới tính mạng lắm. Thì cái nó bị đau á, nó có bị ói không? Bị dạ, ói không? Ói mà không ăn mà uống nước dữ lắm. Đúng rồi, tại vì nó dạ. Đâu nó đau đâu ăn được dạ. Đâu nó. Mà em không biết em bị bao lâu rồi thì em biết mà triệu chứng là từ một tuần nay. Vậy là mới, còn cái triệu chứng mà nặng là nó sẽ bị ói. Nhà cách đây 2 ngày tự nhiên em đi về xong mà em thấy sổ nguyên đóng bằng 4 ô gạch vậy đó. Em lại tưởng đâu là ở nhà ai đổ sữa Milo cho đúng, tại nó thích uống sữa Milo. Cái chừng em làm vệ sinh xong là em thấy cái bướm của nó rịnh rịnh dịch. Đó. Em mới cho đi. Đi dạ. Tới đây thì bác sĩ kêu phải phẫu thuật đúng không? Dạ. Uống nước không? Không ăn mà uống nước rồi lắm. ai chỉ cái trang cái face của em vậy? Con bé em nó nói cái anh bo gì á. Nó nói em bo gì á. Chỉ cầu cứu chị Hồng. Cái nó nói mẹ biết Hồng không, mà con hay mở clip cho mẹ coi đó, mấy Hồng biết nó cái cô đó cứu nào đó mẹ. Mỗi lần mà chị quay clip hay cái gì nó hay kêu em coi lắm. Na ơi, Na Na à, sao con hả? Hiện có đau không? Em bây giờ đang 6 con mèo, 2 con ăn được, 4 con mèo sữa. Dạ có đau đó. Không con hả? Có đau không Na? Có đau không? Mắt mờ đây nè. Dạ mắt mờ rồi nè. 12 năm, 12 năm mình mua chứ em bác sĩ sáng nó nói là nó 5-60 tuổi rồi đó. 12 năm nuôi.
À, đó là cũng cứu luôn chị hả? Dạ, em cứu người ta bỏ bị chuột cắn cái đít nữa, về hai tháng tuổi. Về em còn vác lên vai em dỗ nữa. Đó. Hay đây nuôi người. Được như vậy đó. Con em làm như nó có duyên với mèo chó chị ơi. Nó đi làm đi xuống trực xuống đó, nhà vệ thì, sinh nó đi vệ sinh cái nó cũng thấy thì nữa. Mọi người nghĩ đi, đây cũng là một cái tấm lòng duyên cũng gọi là trân quý. Tuy là người ta khó khăn nhưng mà người ta vẫn yêu thương động vật một cách đúng nghĩa. Cho nên là khi mà biết ca phẫu thuật này nhiều tiền á, thì hoàng đang sinh viên năm 2 nữa. Hoàn cảnh của chị khó khăn cho nên là chị cầu cứu qua ông Đen là hỗ trợ chi phí để chữa cho bé, để chị tiếp tục chăm cho mấy bé. Thì cái mình cần ở đây á là các bé có cuộc sống tốt đẹp. Thì tại sao những trường hợp này mình lại không cứu, đúng không? Thì thay vì bây giờ có nhận bé về chạm hay không thì cuộc sống của bé nó cũng giống như nhau thôi. Ai cũng muốn bảo vệ bé nhưng mà bé ở với chủ thì vẫn tốt hơn. Cho nên là những trường hợp này thì qua Hồng Đen yêu cầu tất cả các xin chào mọi người, thì đây là bác sĩ đã phẫu thuật cái ca cho bé Na. Thì anh nói đi, bé này khoảng chừng trong vòng bao nhiêu ngày nữa thì cái vết thương nó lành á? Nếu vết thương tốt á thì trong vòng khoảng một tuần là bé mình nó hồi phục. Thì sau khi mà hồi phục thì cha bé nó về và ngưng chích. Cái đó là trong trường hợp mà bé mình sức khỏe, bé mình nó ok bình thường mà hồi phục sau khi mổ. Dạ. Thì cái ca phẫu thuật ngày hôm nay là bao nhiêu tiền? Ca phẫu thuật hôm nay là 1,4 triệu. À, 1,4 triệu. Rồi bây giờ mỗi một ngày, nếu mà bây giờ chị về chị chăm sóc á, mỗi ngày chị tới đây chị tiêm thưa thuốc như vậy á, là chi phí bao nhiêu? Mỗi lần này chi thuốc dao động từ 120 tới 150. Một ngày mấy lần? Một ngày hai lần. Một ngày ngày hai lần thì chi phí dao động một lần là 120 đến 150. Nhưng mà nó có con số chính xác không? Nếu như mà em bé mình nó chỉ chính thức thôi thì 120. Nếu như mà em bé nó không ăn uống thì mình phải truyền dịch thì dự đám thêm thì còn chỉ còn 150. Vậy là mình tính cái chi phí chung đi ha, là một ngày 240. Một ngày 240 thì anh nhân cho 7 ngày đi. Em sẽ trả anh trong vòng 7 ngày, chị đó chỉ đem tới thôi, còn nếu mà nó phát sinh cái gì thì chị lo nha. Ok. Thì nãy giờ là 1,4 triệu rồi. Thì 7 ngày bao nhiêu tiền nữa? Anh cứ nhân đi thì em sẽ hỗ trợ cho bé này. Còn nó phát sinh thì chị phụ em nha. Tại vì hiện giờ em cũng chưa sinh được, cái này tiền là tiền của em. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Mình là 1,680. 1,680 với 1,4 triệu là 3,80 triệu. Ok. Em sợ nhất là mèo nó bắt em đi. Hello. Hello. Nhà ba ba về nhà, con là ba thú y, ba chở mẹ về, còn con có con Na là đỡ. Cho em gửi 3 triệu. Rồi. 3,80 triệu. Thì hello mọi người, thì bây giờ là Qua Hồng Đen đã giúp cho bé là 3,80 triệu là tiền của Qua Hồng Đen. Alo. À, chút xíu chị gọi lại nha em. Rồi rồi. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Rồi thì đó, thì coi như là bây giờ là mình đã giúp cho bạn đó phẫu thuật xong và giúp luôn cái tiền mà mỗi ngày tới đây tiêm để cho bạn lành lặn về với chủ. À, chủ có muốn nói gì trên kênh của em không? Kênh Máy Ấm Qua Hồng Đen. Em là chủ của bé Na, em cũng biết đến Máy Ấm Qua Hồng Đen, em cũng đại diện gia đình của bé Na. Cảm ơn Máy Ấm Hoa Học Đen rất nhiều đã hỗ trợ cho bé Na được có sức khỏe tốt. Thành là cảm ơn rất là nhiều. Rồi. Hello mấy anh chị. Dạ, thì Hoa Học Đen đã thanh toán xong cái tiền của thú y rồi.
thì bé cũng đã được phẫu thuật rồi, bây giờ chỉ điều dưỡng lại sức khỏe thôi. Thì xong xuôi nhiệm vụ của em đã xong rồi, mẹ con em chuẩn bị trở về trạm. Thì Quang đang xin cảm ơn tất cả các anh chị đã luôn theo dõi kênh, cũng như là tin tưởng và yêu thương Quang Đen, cũng như là yêu thương các bé tại máy ấm. Quang Đen xin cảm ơn tất cả các anh chị, cảm ơn rất là nhiều luôn. Chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe ha, để theo ủng hộ kênh của Quang Đen cũng như là các bé ha. Và xin cứu hộ nhiều chút ha, hộ quà khán giả đi. Cái mặt mà cứ vậy hoài à.